Anh em muốn đi hả? Ngứa ngáy trong người quá vậy hả? Nôn quá rồi anh chị ơi. Tới giờ sáng, 6 giờ sáng tới giờ đi phóng sanh rồi. Là đi bơi nữa. Bạn này bạn nôn. Bạn này bạn nôn. Sáng là 3 giờ dậy rồi. Tôi dậy mấy giờ là bạn ấy dậy mấy giờ để chờ anh. Hôm nay tôi sẽ đi phóng sanh để cầu an cho gia đình cô Lâm Trúc Phương, pháp danh Diệu Liên, 49 tuổi. Phóng sanh đúng cách là như vậy. Sáng là mở cửa ra, thấy con gì bị hại dưới sông, người ta chuẩn bị đem ra chợ bán là đem đi cứu luôn. Hôm nay tôi đi phóng sanh cho Bồ Tát Diệu Liên. Có sự chuẩn bị kỹ về đôi dép. Đó, dép này đi là không bị trượt chân. Kính bơi tiên cá bên Hàn Quốc tài trợ để bán. Đây là kính bơi của thương hiệu nổi tiếng bên Hàn. Có thể bơi lặn được luôn, nhìn rất rõ dưới nước. Nếu không được các vị Bồ Tát trợ duyên đi giải cứu những cái con vật đang sống trong tự nhiên á, thì những con này bị người ta ăn hoài mốt cũng hết. Những con này á, mình đi cứu nó chứ mình không biết nó là con gì luôn á. Bởi vì người ta bắt được con gì thì mình thả con đó. Không giống như những con cá mình nuôi ở chợ. Mấy con ở chợ thì quý vị cũng đã biết, mua cá chê, cá rô, cá lóc. Mà những con cá đó thì không phải là cá trong tự nhiên mà là cá nuôi. Nó sống trong ao, trong ruộng, đem thả ra sông á thì nó cũng bị chích điện chết. Bởi vì nó không có lặn sâu. Còn mình cứu những cái con nào đúng môi trường của nó thì mình mới có được nhiều phước báo. Ủa bữa nay hoạt động ở khu này hả anh? Rồi, khai trương cho Bồ Tát Diệu Liên luôn ạ. Bây giờ con sẽ phóng sanh đây. Anh ơi, để hàng cho em phóng sanh luôn có không anh? Mới kéo hả? Mới kéo hả? Dạ rồi. Dạ thưa quý vị Bồ Tát, khi con đi phóng sanh trong tự nhiên á, vị nào mà nhờ con phóng sanh giùm cho ai thì con phóng sanh giùm người đó. Thí dụ như ở đây thì phóng sanh cho tiếp tục là cô Lê Thị Thể, 69 tuổi. Rồi, Lê Thị Thể. Hồi hướng cho cô Lê Thị Thể. Mà cô này là gia đình cô Thể. Hồi hướng cho gia đình cô Lê Thị Thể. Nhiều ạ. Con đâu nhớ được. Bởi vì con đi ra sông này, con phải xuống sông, con phóng sanh mà, nên con chỉ có thể nhớ là người nào.
đang phóng sanh, và cho người đó thì người đó sẽ hồi hướng công đức thêm cho gia đình của mình. Dạ, là tốt nhất. Nay con sẽ phóng sanh cho cô Lâm Trúc Phương và hồi hướng cầu an cho gia đình của cô ấy. Đó là xong một cô. Thì cái anh này anh đang đi kéo, hồi mình sẽ mua đồ của anh ấy. Và khi mua đó thì giá bao nhiêu thì tùy theo cái lượng anh ấy bắt, nên có khi nó dư, có khi nó thiếu, nên con tính cũng rất là khó. Nên quý vị đưa con bao nhiêu tiền thì con làm trong cái khoản đó, ước lượng trong đó nó sẽ có dư ra chút đỉnh hoặc là nó thâm hụt, và con cũng không tính, con sẽ làm luôn. Nên có sự. Còn về cái phần mà phần tiếp theo là hồi nữa nếu có đủ thì mình sẽ phóng sanh cho cô Lê Thị Thể 69 tuổi, Phạm Hòa Thuận, Phạm Hòa Thanh, Phạm Hòa Bình 33 tuổi. Ghi như vậy thì con không biết rồi. Thì con sẽ phóng sanh cho cô Lê Thị Thể 69 tuổi. Còn những vị tiếp theo là ghi không có rõ. Là cầu an cho cô Lê, hồi hướng cho gia đình cô Lê Thị Thể nha. Rồi tiếp đến là mình sẽ cầu siêu, hồi hướng cho gia đình cô Lê Thị Thể ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Rồi, rồi cầu siêu cho bác là Phạm Văn Tấn, pháp danh là Quảng Đạo, hưởng thọ 77 tuổi, mất ngày 23 tháng 1 âm lịch 2019. Bên cạnh đó cũng cầu siêu cho anh Khổng Tường Phát và chị Hoàng Thị Oanh. Rồi, hôm nay nhiệm vụ như đây thôi, đợi ghe tàu vô mới biết được. Dạ thưa Bồ Tát Diệu Liên, lát nữa con sẽ lên chiếc thuyền này để phóng sanh cho Bồ Tát nha. Đó, anh này anh đang kéo đó. Những cái loài vật mà đang bị ở dưới sông này mình sẽ cứu hết. Sau khi cứu rồi á, những cái con vật này á, nó sẽ có kinh nghiệm, lần sau rất khó bắt lại nó. Nếu mà không cứu nó thì nó không có kinh nghiệm, nó lên dĩa luôn rồi. Nên cảm ơn Bồ Tát rất là nhiều. Dạ xin chào gia đình cô Lê Thị Thể. Hôm nay Tuy Un sẽ phóng sanh cá trong rừng đước cho gia đình của cô. Thì hồi hướng cầu bình an cho gia đình của cô tai qua nạn khỏi. Cảm ơn cô đã giúp Tuy Un giải cứu động vật đúng cách để bảo tồn khu rừng đước này, để cho những điều tươi đẹp vẫn còn tồn tại. Và đây cũng là cách giải quyết kế sinh nhai cho những người dân ở nơi đây. Họ thường bắt những cái con nhỏ nhỏ lên họ bán, mà nó chưa có trưởng thành. Thì hôm nay nhờ ơn của chư thiên gia hộ Bồ Tát Phật Tổ, được duyên lành cô biết đến Tây Un, và mong là Tây Un sẽ giúp cô phóng sanh. Thì đây quả là tốt. Được cái duyên này thì mình sẽ giải cứu động vật đúng cách. Mình sẽ giúp cho những cái con vật này có cơ hội sống trong tự nhiên thêm một lần nữa để làm cái vai trò của nó. Và nguyện mang công đức tất cả những việc làm tốt này của cô hồi hướng cho gia đình cô bình an trong mùa dịch Covid-19 này ạ. Dạ.
Nếu ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ thường phóng sanh cá trên sông Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ dịch Covid thì cái nghề phóng sanh trên sông ấy không còn phát triển được. Mà tại sao mọi người phóng sanh cá xuống sông nó rất nhiều, nhưng dịch Covid vẫn diễn ra? Dạ xin thưa, bởi vì có những vị đã phóng sanh đúng cách là thả cá xong về sông, và có những vị phóng sanh sai cách là thả những loài sâm lớn ra sông, nghĩa là những con sống trong ruộng, trong ao mà cũng đem ra sông thả và tạo một cái nghiệp với thủy thần, là mới có cái cớ sự là người ta chích cá trên sông. Bởi vì những con cá trong ao, trong ruộng nó không có lặn sâu, nó không có sống ở dưới sông, nó cứ nổi lơ đơ để tìm đường cập vào bờ, thì mấy anh đi te, mấy anh đi chích điện, anh rơi điện xuống một cái là chết nổi lên hết. Bởi vì những con cá mà có thể lặn sâu qua 5 mét á, thì có thể thoát khỏi chích điện. Còn những con mà không có lặn sâu 5 mét, bởi vì nó cá ruộng, cá ao mà, nó chỉ lờ ở 1-2 mét thôi, nên nó bị dính hết. Nên đó cũng là cách mà cân bằng hệ sinh thái, mà là quy luật của tự nhiên đã tạo ra, là những cái loài sâm lớn nó ra sông thì ở trên người ta cũng có cách để cai quản, để giúp cho sự cân bằng. Nên đừng nhìn những anh chích cá gây hại ở ngoài sông mà là đang tạo nghiệp, thật ra anh ấy đang làm nhiệm vụ của các vị thần. Nếu những con cá trong ruộng, trong ao mà nó ra sông phát triển thì cá sông nào mà chịu nổi. Ok, dạ thưa Bồ Tát Diệu Liên, bây giờ con sẽ lên thuyền của anh này để phóng sanh cá. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ hồi hướng cho gia đình của Bồ Tát. Đó. Xuống. Sáng mấy giờ làm việc rồi sư huynh? 6:30. 6 giờ phải dậy. Ngày nào cũng vậy hả? Không, đi nữa. Mấy bữa trước đi 5 giờ mấy. Dạ. Có hôm 4 giờ mấy, hôm 5 mấy. Đi tùy theo con nước hả? Tùy theo nước. Đúng giờ á, đậu rồng là mình thấy nó tung lên để lát nữa nó cạn cứ làm kéo được. Dạ. Dạ, thưa Bồ Tát Diệu Liên, bây giờ ngài cùng con niệm A Di Đà Phật để cầu bình an. Dạ không, con nói sai. Niệm A Di Đà Phật để cầu siêu cho những người thân đã mất, và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu bình an cho những người thân và bản thân của mình ạ. Thì đây chúng ta sẽ phóng sanh đúng cách nha, phước báo sẽ rất là nhiều. Con thì không thể nhất tâm chánh niệm để hồi hướng cho người thân của Bồ Tát Diệu Liên được, bởi vì con chỉ biết tên, biết tuổi mà không biết mặt, chưa từng quen, chưa từng gặp. Nên chỉ có Bồ Tát, công đức của Bồ Tát mới có thể hồi hướng được cho người thân gia đình của mình là tốt nhất. Còn đây là con sẽ hồi hướng tất cả cho gia đình của Bồ Tát Diệu Liên. Con sẽ thả những cái con tôm, con cá. Ở đây chúng ta có cá bóng sao, cá bóng cát, cá bóng đen, rồi vẫn còn sống. Bây giờ mình đi qua khúc nào kéo nữa ha anh? Ok, thả đây đi. Dạ. Giờ rồi. Dạ rồi.
Ô, nước nước nước. Dạ thưa Bồ Tát Diệu Liên, con đã phóng sanh được một mớ rồi, bây giờ anh này ảnh đi qua bên kia ảnh kéo mấy cái lú tiếp. Thì ở đây người ta gọi cái lú, nhưng tiếng Anh nó gọi là crab traps, nghĩa là bẫy cua, là những, bởi vì sao? Cái này là nó để những ở dưới tầng đáy đúng không sư huynh? Đó. Thì bẫy cá nó có nhiều, rất nhiều cách bẫy cá, thì hôm nay con sẽ giới thiệu đến cái bẫy lú, là bẫy cua. Và nếu có cơ hội phóng sanh nhiều hơn nữa thì con sẽ giới thiệu tất cả các loại bẫy luôn cho quý vị cô bác biết. Thì con phải lên mạng con nghiên cứu không mới biết. Cái hình thức này gọi là bẫy cua bởi vì nó đóng những cái dạng hộp ở dưới đáy sông. Và những cái con gì nó đi chung đường với con cua thì nó vô luôn. Đúng không sư huynh? Này thì con gì đi dưới đáy thì nó vô hết. Dạ. Nhưng mà tên gọi của Việt Nam mình thì rất là nhiều tên. Rất nhiều tên. Còn ở bên nước ngoài nó chỉ dùng một tên là crab trap. Rồi, ở đây có một con bạch tuộc thì con xin phóng sanh luôn ạ. Hồi hướng cho gia đình Bồ Tát Diệu Liên. Dạ xin ngài hãy cầu nguyện đi ạ. Cầu nguyện cho những người thân yêu của mình, ai muốn được cầu an, ai muốn được cầu siêu, xin niệm Phật đúng cách ạ. Quán Thế Âm Bồ Tát ở rất gần. A Di Đà Phật cũng rất gần. Mỗi người một nhiệm vụ. Muốn được bình an thì hãy nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát, muốn được cầu siêu thì hãy nhớ đến A Di Đà Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dạ rồi. Bây giờ vô đây kéo cái lú ở đây. Dạ để anh này làm đi ạ. Đi ngồi yên đi con. Coi anh này ảnh kéo. Dạ đây là những cái lú đây ạ. Dạ crab traps nha mọi người. Crab trap, nó là tên gọi chung của các dạng bẫy hình hộp để dưới đáy sông, chủ yếu là để bắt cua. Đó. Này bữa nay nhiều hơn mấy bữa kéo không? Dạ. Dạ xin Bồ Tát khi xem video này, từng khoảnh khắc trong video này con ghi hình lại, Bồ Tát nhớ niệm Phật, hồi hướng cho người thân của mình. Con chỉ giúp Bồ Tát phóng sanh và ghi nhận lại hình ảnh. Đó. Dạ xin hãy niệm Phật ạ. Trong lúc anh này đang kéo lưới cá thì chúng ta hãy niệm Phật.
cua nhiều. Dạ thưa Bồ Tát Diệu Liên, chúng ta đã gỡ xong một vàng lú ở đây rồi, bây giờ sẽ qua nơi khác. Con gì không anh? Thấy không, thấy con gì là thấy ghê ghê. Nước rút ở đây chuột nó xuống đây luôn hả? Chuột xuống hết rồi. Chỗ nó ở trên mấy cây đước này nè, nó đổ lên đó. Cạn, cạn cát vô. Cá bông sao. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ Bồ Tát Lâm Chúc Phương. Thấy đó, có lúc có cũng có lúc hồng. Đây là giải cứu động vật đúng cách, là mình phải chịu cực như thế này đây. Sao không? Dính được con cá, cá kèo. Phải cá kèo. Giống cá kèo, không phải cá kèo. Vậy cá đó là cá gì anh? Hả? Giống cá kèo nhưng không phải cá kèo. Là cá gì? Nhìn kỹ là thấy nó khác liền. Mấy con cá mà mấy bữa thả mà chạy chạy là dính mấy con sam rồi nè, tính nó cứa. Ủa con này giống cá kèo nhưng tại sao nó lại không phải là cá kèo? Thì nó không phải cá kèo. Nếu con nhìn để đi, nó đâu phải cá kèo đâu. Cá kèo đâu có vải đâu, nó có vải á. Nó có vải hả? Vậy nó thuộc giống cá gì anh? Giống, giống cá kèo vậy đó, họ hàng cá kèo. Dạ, cứu được một họ hàng với cá kèo nhưng không phải cá kèo ạ. Rồi trở về tự nhiên đi bạn. Bơi đẹp không? Con này bơi đẹp quá. Dạ Bồ Tát Diệu Liên thấy nó bơi không ạ? Rất là dễ thương luôn. Đó. Còn ở đây là có cá bóng sao, có tôm con thả luôn, chứ để nắng lên nó nóng quá nó chết. Chỗ này sáng rồi thả đồ vậy nó đẹp hơn. Anh còn khoảng 30 cái lưới nữa hả? Ừ. Ok. Khúc này thì làm đường cao tốc. Đúng. Nên người ta phá quá trời. Người ta phải sang bằng cây đước. Còn khúc này á, là còn rừng đước đây ạ. Nếu mà đường cao tốc mà lên á, mà dân thấy bắt đầu kinh tế ổn định, thấy đồ tươi tươi rồi, thế nào cũng đô thị hóa nữa thôi. Nên phải dừng lại. Hãy nhấn like ủng hộ cho con, để người ta bớt đô thị hóa thì tương lai mới có tốt, còn tốt đẹp. Chứ đất đai thiên nhiên cứ làm ra xây nhà riết, rồi còn cái gì nữa đâu cho con vật nó sống. Còn mấy chiếc thuyền nữa. Thuyền
thuyền này thì anh ấy đánh bắt một lần được mười mấy ký. Còn những cái thuyền lớn hơn thì con chưa đi. Con đang có một ý định là sẽ đi thuyền to hơn để coi họ bắt như thế nào. Là thuyền máy à. Cái này là đánh bắt bằng ghe. Ngày mai mình sẽ trải nghiệm đánh bắt bằng thuyền. Có được không ạ? À? Đi thuyền xong rồi thuyền là còn nhỏ, bè mới là lớn hơn nữa đúng không anh? Tàu. Đi bằng tàu. Chỉ có tay cấp chỗ thôi. Dạ. Nó nuôi đồ thôi. Dạ. Bè là để nuôi đồ. Bè là để nuôi đồ. Cái này là ghe. Ghe. Đi bằng tàu thì to hơn, bắt nhiều hơn. Trong này có tàu, trong này trồng ghe hơi nhiều. Dạ. Tàu nó đi ngoài biển nhiều. Mấy cái te là mình gọi nó bằng ghe cho, bằng thuyền cho anh. Thuyền là to hơn ghe đúng không? Tiếng Việt phong phú ghê luôn á. Không? Ghe, thuyền, tàu gì tùm lum hết. Dạ, bây giờ con xin phóng sanh những chú cá này, những chú tôm này. Bữa nay anh không bắt được tép mà chỉ có tôm thôi hả? Dạ, những chú tôm nhỏ. May mắn có tôm tích nữa nè. Dạ đây, tôm tích. Nó không thả đây. Dạ xin hãy niệm Phật ạ. Hồi hướng cho người thân của mình cầu bình an và cầu siêu. Lụm cho em cái bao rác đó luôn đi sư huynh. Em về em đốt. Nó dễ cháy lắm. Dạ. Hai đứa con đang ngồi đợi. Anh này anh bắt. Xong rồi tụi con thả. Xong rồi quý vị Bồ Tát xem video cầu nguyện hồi hướng cho người thân gia đình của mình. Vậy hả? Đúng không? Đúng không? Cái thuyền đó là đi nhiều đó à. Đúng rồi, đúng rồi. Ha. Dạ con phóng sanh hết cái ghe này cho gia đình cô Lâm Trúc Phương là Bồ Tát Diệu Liên. Sau đó con sẽ đi phóng sanh cho gia đình khác nữa à. Thì chiếc ghe mà đang chở đồ về mà con đặt hôm qua họ đã về rồi. Con giải cứu động vật trực tiếp như vậy ngoài thiên nhiên, quý vị Bồ Tát coi thấy hấp dẫn không à? Đây mới là phóng sanh đúng cách đây. Nó đang sống trong tự nhiên, nó đang bị hại nè. Mình cứu nó vừa kịp lúc luôn. Đó, mấy anh chim đồng ý đó. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tùng lên chạy vô. Xin người hãy phù hộ cho gia đình Bồ Tát Diệu Liên tai qua nạn khỏi, cầu bình an, đạt được bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ngài hãy phù hộ cho những hương linh mà gia đình của Bồ Tát Diệu Liên đang muốn hồi hướng
cầu siêu, đạt được như ý, sớm vãng sanh thoát khỏi biển khổ. Và những ai đang xem cái video này, nếu cùng nhau niệm Phật sẽ được lợi ích như nhau. Và tất cả những việc Tuyên làm này hồi hướng cho tất cả quý vị đang ủng hộ Tuyên trong việc bảo vệ thiên nhiên và động vật. Còn rất nhiều điều mà Tuyên phải làm cho khu rừng đước này, nhưng bây giờ chỉ có một thân một mình và được sự giúp đỡ của quý vị anh chị em cô bác đang làm nghề ngư dân ủng hộ giúp cho Tuyên phóng sanh. Còn ngoài ra là mình chưa làm được việc bảo vệ những cây đước, chưa làm được cái hoạt động là chống vứt rác thải nhựa xuống nước. Trong khu rừng này vẫn còn nơi có rất nhiều rác nhưng mà chưa xử lý được. Dạ rồi. Rồi, đi đi đi. Dạ rồi, con xin phóng sanh hết cái số tôm tích, cá thòi lòi, không, cá gì đó, con cá, nói chung là những cái loài đang làm nhiệm vụ trong tự nhiên ở khu rừng này con xin phóng sanh hết, hồi hướng cho người thân của gia đình Bồ Tát Diệu Liên. Ủa sao con nhảy xuống nước con bơi vậy? Mình không có đi bơi con, bữa nay mình thấy bờ nữa. Dạ còn hai con tôm. Dạ xong. Cảm ơn A Di Đà Phật. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Ở Sài Gòn mình có cái phóng sanh theo cái mô hình công nghiệp với anh. Thấy vậy hiệu quả không? Trong nếu mà phóng sanh công nghiệp á thì tốt nhất là đừng có mua mấy cái đồ ở chợ, mua giống như lên mấy cái chỗ mà người ta ấp tôm á, đỡ ra tôm con với lại thôi là cá con á, cá nhỏ á, mình thả cái số lượng nó sẽ nhiều hơn. Với lại cái giá thành nó rẻ, với lại mai mốt nó lớn á, cái nguồn thủy sản của mình nó hiệu suất nó cao hơn. Chứ bây giờ ở chứ mua 1 kg cá ngoài chợ 2-3 con, trong khi đó là cho 50.000 đi, anh đi ra anh tới ngay chỗ người ta bán con giống á, anh mua 50.000 anh sẽ được tới giống như là mấy mươi 100 con. Nếu mà phóng theo cái mô hình công nghiệp mà mua trong chợ ra rồi xong có thầy rồi làm lễ rồi rồi phóng như vậy thôi, thà mua mấy con giống phóng tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái con ngoài chợ là giống như cái dạng nó lớn hết rồi. Cái dạng đó người ta bắt được hết rồi. Với lại người ta cũng đỡ đánh bắt hơn nữa đúng không? Đúng mấy rồi. Con nhỏ không ai bắt. Con nhỏ không ai bắt. Đúng rồi đó. Dạ. Nếu ở Sài Gòn mình có phóng sanh thì mình theo cái mô hình đó nha anh chị. Thả cá chê, cá lóc, cá rô, cá ruộng gì ra xong cũng được, nhưng mà mình thả con giống. Còn nếu mà phóng sanh đúng là mình chỉ cá sông, mình sẽ thả cá sông, cá ruộng mình thả cá ruộng, con gì nó vô môi trường của con đó. Còn nếu mà mình làm theo kiểu công nghiệp hiện tại thì đúng là như anh này chia sẻ, nên là phóng sanh những con giống là tốt nhất. Dạ xin chào gia đình anh Khổng Tường Phát và chị Hoàng Thị Oanh. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục phóng sanh cho hương linh của anh chị trong vòng 49 ngày sớm được vãng sanh. Cầu nguyện A Di Đà Phật tiếp dẫn đạo sư dẫn dắt anh chị về thế giới cực lạc. Bây giờ chúng ta sẽ xem anh này vớt được cái gì. Ồ, ở đây có dừa nước luôn.
Thì trong cái mùa dịch Covid-19 này em có rất nhiều người quen đã mất. Và trong đó có anh Khổng Tường Phát và chị Hoàng Thị Oanh. Thì em cũng xin là việc làm này của em sẽ hồi hướng luôn cho tất cả những ai quen biết em mà đã mất trong cái dịch Covid-19 này. Dạ, ngồi đây mình đợi. Mình sẽ phóng sinh 49 ngày cho tất cả những anh chị quen Teon. Trong đó cũng có ba của người cá Delphine, anh Dũng. Thì em cũng hồi hướng luôn công đức cái việc phóng sanh đúng cách này á cho anh. Anh là đạo Thiên Chúa đúng không ạ? Dạ. Chắc em phải làm một video riêng cho anh luôn á, tặng cho anh. Dạ, xin mời gia đình của chị Hoàng Thị Oanh và anh Khổng Tường Phát cùng nhau niệm Phật A Di Đà hồi hướng cho hương linh của anh chị ạ. Dạ, cầu mong cho linh hồn của anh Dũng đã được thiên sứ đến dẫn về thế giới của Chúa Giêsu. Mong anh là ra đi bình an, đừng liếng tiếc thân, đừng có quá đặt gánh nặng vào gia đình nữa. Mặc dù nay hai con của anh đang được bà nội chăm sóc, thì nếu mà hai em ấy còn muốn học làm tuyên cá thì em sẽ tiếp tục hướng dẫn, dìu dắt, dẫn cho hai em ấy ăn học thành tài. Thì như Tuyên đã từng nói rồi, khi chúng ta làm những việc mà nó tạo nghiệp ác cho thiên nhiên động vật thì sớm muộn gì cái quả báo nó cũng đến. Nên hàng ngày mình sống, mình làm việc thiện được thì mình cứ làm. Nếu không làm thì sau này sẽ không đủ phước để có thể thoát khỏi sự khổ đau. Đó, giống như là những con vật này được cái duyên giải cứu. Nếu không cứu nó thì nó sẽ bị chết. Thứ nhất là nó chết nghẹt, thứ nhì là nó bị làm thịt. Ồ, hôm nay cứu được mấy con cá này nhiều dữ vậy anh? Phải cá kèo không? Không, vẫn không phải là cá kèo. Thưa anh chị, giống cá kèo nhưng không phải là cá kèo. Đó là nó không có vải. Dạ. Nó chạy rồi, em đã thả nó. Hôm nay nó có vải, con cá kèo. Dạ. Nó không có vải chân lùi vậy. Mấy cái cây nó đào cái lỗ đó là mấy con cúm nó chút lúc này. Yeah. Không dạ. Những ai đang có người thân của mình mất trong dịch Covid-19 này, người tôn giáo nào thì cầu nguyện niệm Phật hồi hướng cho người thân của mình đi ạ. À, em làm tất cả việc này là hồi hướng công đức cho tất cả những hương linh Việt Nam, những người em quen biết đã mất trong Covid-19. Đợi nhiều hơn chút nữa rồi phóng sanh luôn.
Dạ thưa anh chị, theo anh này chia sẻ đó thì mấy con cá tự nhiên rất khó bắt. Còn những con cá nuôi mà mình mua ngoài chợ nó cá to hết rồi, ra ngoài tự nhiên thì nó rất dễ bị người ta bắt. Nên nếu mà muốn thả những cái con cá ở trong chợ ra tự nhiên thì mình nên mua cá giống là tốt nhất. Nó ra ngoài này không ai bắt được nó, nó có cơ hội học hỏi còn... sinh tồn tới lớn, đúng không anh? Đúng rồi, còn nhỏ ít đâu ai bắt làm gì. Còn mấy con lớn bắt là chết hết. Còn muốn cứu cá đúng cách, phóng sanh loại vật đúng cách thì giải cứu những con trong tự nhiên giống như em này. Thả ra là nó có kinh nghiệm, nó lại tiếp tục sống tốt. Dạ, chỉ có giải cứu đi theo ngư dân mới cứu được con cá này thôi à anh chị. Cá đói nha. Cá đói là lại không thể cứu được, lên bờ một chút là nó sẽ chết. Em xin hồi hướng công đức cứu con cá đói này cho tất cả những ai đã mất trong Covid-19 này, là những người mà em quen biết. Cá đói đã đi quá mượt luôn anh. Trời ơi, lại nhảy xuống nước bơi nữa. Sao vậy con? Nóng hả? Trời ơi. Thôi rồi, anh đi phóng sanh luôn nha. Cái tay này nó đang bị hư hay gì vậy? Sao nó không? Chưa tay. Dạ, cái te này người ta đi bên ngoài nha anh chị, thấy cọng dây điện nằm dưới không à? Đó. Có te không? Te không chưa? Đi te hả? Te. Lần sau đi. Dạ. Quen không anh? Quen không? Trong sớm hả? Lần sau chắc phải đi theo te mới biết nha. Thú vị. Anh Khổng Tường Phát ơi, trong vòng 49 ngày này á, hy vọng á, cái phước báo phóng sanh của em đủ để cho anh thoát khỏi những thế giới khổ mà đến những thế giới tốt đẹp à. Đây là một bạn tôm hùm Alaska Việt Nam, em thả cho anh. Một tôm hùm Alaska Việt Nam em thả cho chị Hoàng Thị Oanh. Đó, bơi. Bây giờ em xin thả hết những tôm cá ở đây hồi hướng cho các anh chị, anh Dũng, ba của người cá Delphin. Xin hồi hướng tất cả công đức việc làm này cho những anh chị, cô bác đã mất trong dịch Covid-19 này mà em quen biết. Hân Ni ơi, bơi đủ chưa con? Lên bờ được chưa baby? Rồi, lên bờ thôi. Có phóng sinh con này không? Phải đi bơi. Dạ, sau đây em xin phóng sanh tiếp tục hồi hướng cho anh Khổng Tường Phát, chị Hoàng Thị Oanh và anh Dũng và những vị đã mất trong cái dịch bệnh Covid-19 này ạ. Đây là tôm, cua, cá đầy đủ hết. Nước chảy quá anh ơi.
nước đang rút nha anh chị. Còn một con ốc đá. Có mày Minh. Và đây là những cái chú bạch tuộc. Em cũng sẽ phóng xanh luôn. Đây có một con sam. Hai con. Này sam đực. Sam cái. Sam cái. Em phóng xanh luôn. Bạch tuộc hả? Hồi. Rồi phóng xanh luôn. Nha, bạch tuộc xuống nước bơi rất đẹp anh chị nhìn nha. Đó. Mỗi lần nó đi là nó tạm biệt là phun lại một cục mực. Kỹ. Dạ sau này. Dạ mời anh phóng giùm em. Để em cầu nguyện. Em quay phim. Anh thả gần gần đem quay cho dễ. Dạ rồi xong. Ít rồi mẹ. Dạ. Phóng lại mà tùng. Tạm biệt các anh chị. Hy vọng A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn những anh chị đã mất trong Covid-19 này, và những giáo chủ của các tôn giáo khác cũng sẽ đến tiếp dẫn các anh chị. Dạ. Dạ xin chào cô Lê Thị Thể. Hôm nay Tion sẽ phóng sanh hồi hướng cho gia đình của cô ạ. Dạ đây. Xem té. Dạ đây là một cái số cá tôm, cua, bạch tuộc. Cho ra luôn nè. Dạ. Và tôm tích đủ loài hết. Thì con mới vừa mua được từ cô kia. Bây giờ con xin phóng sanh hồi hướng cho gia đình của cô Lê Thị Thể 69 tuổi và các người thân của cô là Phạm Hòa Thuận, Phạm Hòa Thanh và Phạm Hòa Bình. Dạ, cầu an cho quý vị. Sau đó cũng là cầu siêu tiếp tục cho gia đình hàng tới nữa. Để từ từ. Đây đây kéo tắt. Dạ đây kéo. À, tiếp đến là con xin cầu siêu. Ồ muốn nha. Dạ con xin nói lại luôn ạ. Dạ con xin cầu siêu cho Phạm Văn Tấn pháp danh Quảng Đạo, hưởng thọ 77 tuổi, mất ngày 23 tháng 1 âm lịch năm 2019. Hồi hướng cho bác sớm được vãng sanh. Nhờ cái việc phóng sanh đúng cách này, công đức này, cho bác mau thoát khỏi những cảnh giới khổ, được tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật dẫn về cực lạc. Cho gia đình của cô Lê Thị Thể được an lạc, sống bình yên trong mùa dịch Covid-19 này. Dạ rồi bây giờ anh phóng, anh thả đi anh. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều ạ. Wow. Tiếp đến hàng về nữa. Ở không? Đã được đó. Dạ. Cho mực gỗ đi. Dạ tôm, cua, cá. Dạ rồi. Dạ mở ra luôn giúp con. Hả? Chuẩn bị thả xuống nước luôn. Dạ. À, bây giờ sẽ thả hai bạn tôm tích này để phóng sanh cho gia đình cô Lê Thị Thể được an lạc luôn ạ. Rồi hai bạn tôm tích. Được rồi. Dạ. Mà tèo ấy cho thả đi tèo. Dạ. Có lỗ không? Dạ bỏ cái thùng ngã. Rồi tiếp tục thả, tiếp tục thả. Con đợi cô chú sáng giờ đó. Con cảm ơn cô chú nhiều. Rồi anh rộng nước đi xu anh. Dạ. Anh rộng xuống nước giùm em. Có con tôm đuôi đỏ đẹp vậy.
Dạ tạm biệt cô chú. Và bây giờ chúng ta tiếp tục. Dạ. Mai có lấy nôm? Dạ lấy. Câu sao bơi đẹp không? Nghe rồi. Anh cầm giùm em đi anh, để em cho coi. Cá này cá bóng sao giống cá thòi lòi quá ha. Ừ. Giống nhưng mà màu nó đẹp hơn. Dạ. Con xin phóng sanh hết số tôm, cá, cây. Tôm tích đủ thứ hết. Những cái loài sinh vật này cho những ai đang ủng hộ con giải cứu thiên nhiên và động vật trong khu rừng đước này, hồi hướng công đức này cho Hương Linh Hoàng Thị Oanh, Hương Linh Khổng Tường Phát, Hương Linh của anh Dũng. Dạ mong chị Hoàng Thị Anh và anh Khổng Tường Phát sớm được giảng sanh đến thế giới cực lạc. Mong cho anh Dũng sớm được lên thiên đàng. Dạ. Dạ rồi, xin phóng sanh hết đi ạ. Dạ, phóng sanh hồi hướng cho gia đình của Bồ Tát Trang Nguyễn. Hồi hướng cho gia đình của anh Tịnh Ý. Hồi hướng cho gia đình của anh Trường Thành. Hồi hướng cho gia đình của Bồ Tát Thánh Chân. Hồi hướng cho nghệ sĩ Phi Nhung mau tai qua nạn khỏi. Cầu nguyện cho tất cả mọi người xem video này sớm được an lạc bình yên, có bệnh thì tai qua nạn khỏi. Cầu cho quốc thái dân an. Dạ, con phóng sanh. Hồi hướng cho gia đình của cô Lê Thị Thể. Dạ, gia đình của cô Lâm Trúc Phương. Dạ, công đức này rất là to lớn. Trời, con nào nó mới cắn em hai cái vậy? Tôm tích. Con tích, tôm tích nó có hai cái càng đó. Ủa, hai cái càng nó chích vô là đổ máu ra vậy hả? Ừ. Wow, biết như vậy đổ luôn. Tại con làm vậy nó sợ quá quý vị, nó phục con luôn. Đó, nó chạy lên vậy. Ây da, gieo duyên với bạn tôm tích. Đó. Sao bạn chích mình dữ vậy? Bây giờ bạn mình mò trúng cái đầu đó. Thì mình mò trúng cái đầu bạn chích mình. Bây giờ mình thả bạn đàng hoàng nha. Đó, về tự nhiên nha. Thả cho chú Dũng té. Dạ, đừng chích mình nữa nha bạn. Trời ơi, để lại cái kỷ niệm dấu ấn nữa. Dạ rồi, xin phóng sanh hồi hướng công đức tất cả việc làm này cho những vị hương linh, cho những gia đình Phật tử ủng hộ Tiôn giải cứu thiên nhiên động vật đúng cách trong khu rừng đước này. Dạ, công đức vô cùng lớn này xin dành tặng cho tất cả. Tiôn thì phóng sanh mỗi ngày. Đó, công đức này siêu to khổng lồ, cũng không biết san sẻ cùng ai. Thôi hướng hết cho tất cả quý vị. Dạ cảm ơn tất cả. Dạ đây, giữ lại cá bóng này nhìn đẹp quá cho mọi người coi. Cái nhan sắc của nó đẹp mỹ miều như vậy mà tại sao lại ăn thịt nó nhờ? Đây là cá bóng hay cái gì anh? Cá bóng sao đó. Dạ cá bóng sao thưa quý vị cô bác anh chị. Đó, mình có nên giải cứu con này không ạ? Tại cái người đó mấy cái đó nó giống sao. Dạ, rất nên giải cứu nha. Vì nó quá đẹp thưa quý vị cô bác anh chị. Cảm ơn nha quý vị cô bác anh chị rất nhiều. Dạ con xin phóng sanh hết. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Ủa hết chảy máu rồi. Ừ, hai lỗ xíu à. Dạ, giống như mũi cắn vậy ha. Ok. Ây da. Dạ rồi, hôm nay con phóng sanh vậy là xong. Hồi hướng cho các gia đình, những vị Phật tử, những vị con chiên ngoan đạo,
đó mọi người thấy luôn có ghe tàu chạy qua lại trên sông này để đi đánh bắt, thì những cái con vật này thật sự bắt nó lại rất là khó. Anh này ảnh là người chứng kiến đúng không anh, bắt nó lại dễ hay khó? Bắt nó lại cũng khó lắm, bây giờ thả số nó đi tùm lum hết, bây giờ nó vùi xuống đất là sao bắt. Dạ đúng, với lại nó nhìn cái lưới nó cũng khôn, nó biết né đúng không anh? Giống như bây giờ thả là bây giờ giờ này là ít ấy. Dạ. Yeah. Nghe yeah, rồi nó xuống là nó vùi xuống đất à. Dạ. Yeah. Nước chảy hồi là nó đi tùm lum hết chứ nó yeah. Không có ở đâu. Dạ. Yeah. Còn con sam này cho em phóng xanh luôn nha. Phóng xanh luôn đi. Rồi. Công đức ngày hôm nay là làm xong hết luôn. Rồi ngày mai. Ngày mai nữa. Ngày mai đi nữa không đi? Đó nó hả miệng nha nó. Đây. Dạ dung lượng máy quay của con cũng đã hết. À, tịnh tài quý vị đưa con thì con cũng phóng sanh hết. Nhưng con vẫn sẽ cố gắng làm mỗi ngày mỗi ngày. Và ai ủng hộ được thì ủng hộ, còn ai không ủng hộ được thì con vẫn sẽ cố gắng làm mỗi ngày một chút gì đó, cho hồi hướng công đức cho tất cả những ai đang ủng hộ con bảo tồn thiên nhiên động vật, giải cứu động vật. Và hôm nay như vậy là đã xong rồi. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, mọi người xem video nhớ cầu nguyện nha. Người tôn giáo nào thì cầu nguyện theo tôn giáo ấy. Chúng ta phải học được lòng từ bi và yêu thương, là xem tất cả tôn giáo đều như nhau. Không nên có suy nghĩ cực đoan là tôn giáo này mạnh hơn tôn giáo kia, người này là giỏi nhất, người kia thì không bằng. Không nên suy nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh nên bình đẳng. Rồi ạ, à, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ em chương trình này nha. Rồi, đó giờ đi anh nhiều rồi, chưa biết tên anh là gì ạ? À? Cho em xin ở tên. Ở nhà thì kêu Tèo. Anh Tèo. Tên là trong chương trình cho đòi là Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ. Dạ, cảm ơn anh Mỹ. Oh. Có hàng không anh? Chắc là chết rồi. Dạ. Anh tên Tèo nghe có vẻ thân thương nha. Rồi, cảm ơn anh Tèo. Đó. Thì đây là đi lú cá là mình đi rồi. Còn đi te thì mình chưa đi. Đi đăng thì mình đi rồi. Đi soi cá thòi lòi thì mình đi rồi. Đi câu thì mình chưa đi. Còn rất nhiều chương trình giải cứu, mong là mọi người coi ủng hộ. Việc đơn giản nhất, cho con một cái like là được rồi, là việc đơn giản nhất. Dạ rồi. Ủa tao đậu đó lát đi ra chở vô luôn. Dạ phóng sanh sam. Dạ thấy sam bơi không ạ? À? Sam bơi rất là đẹp nha. Sam bơi giống như là chiếc lá trâu trên sông vậy. Rồi anh mới quýnh đây hết nguyên dàn lưới rồi hả? Được có mấy con que que vậy hả sư huynh? Rồi. Mọi người thấy kỹ không ạ? Một đống lưới như vậy là chỉ có vài con ta sam, rồi vài con tôm, rồi vài con cá. Bây giờ mấy con tôm thì em sẽ thả sau ạ, còn cá thì em sẽ thả trước để coi anh quýnh được bao nhiêu. Thả đi lát phỏng phỏng đại cần kiếp gì đâu. Mùa đã thấy không? Với hai cá bóng cát cá đó nha. Dạ dạ dạ. Đừng luôn cô qua đây kẹp chết cá. Dạ dạ dạ. Đây đây. Em xin thả hai con cá bóng cát nữa.
cho nghệ sĩ Phi Nhung, cá bóng cát về thiên nhiên, nói với thủy thần phù hộ cho nghệ sĩ Phi Nhung tai qua nạn khỏi. Đó. Dạ, để mấy này để đông đông lên hồi em thả luôn. Để đông đông thì gấp nó ra chỗ khác để thả đồ kẹp chết hết. Vậy ha. Bây giờ em sẽ bắt cua bằng tay đây. Dạ Bồ Tát Phi Nhung, tai qua nạn khỏi. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho Bồ Tát Phi Nhung mà tai qua nạn khỏi. Tôi sẽ phóng sanh bạn cua nhỏ này về tự nhiên. Hôm nay là cũng là được cái duyên đó, được cái duyên Bồ Tát Quán Thế Âm cho đi gặp anh này để thấy được cái cảnh ảnh phóng sanh là thả liên tục luôn nè. Bồ Tát Quán Thế Âm là đang tạo duyên để cho Tuy Un hóa giải nghiệp ăn gia dưới quỷ thần đó giúp. Ủa sao rác không vậy sư huynh? Nước chảy. Dạ rồi. Bây giờ còn mấy con nữa nè, còn mấy con nằm dưới nữa. Nè, cá nâu nữa nè. Sao mà đi để mà không nhậm vô nhỏ. Giờ thả sao cho cá nâu bơi bơi. Thêm một ký cá nâu nhỏ nữa là xong một cái đăng. Thôi các anh chị, cá nâu rất là thông minh nha. Mới thả xuống cái nó chui ra khỏi lưới liền. Dạ đi phóng sanh về rất là mệt. Nhưng mà Tuy Un muốn coi cái nhịp tim của mình là bao nhiêu. Thì trước khi đi là 49. Bây giờ khi về nhà coi nhịp tim mình bao nhiêu. Thì nhịp tim của tôi đập chậm hơn người bình thường rất là nhiều. Hệ tim mạch đang được tối ưu hóa bởi vì tôi không bao giờ bệnh tật. Không bao giờ bệnh tật, đó là lợi ích của việc phóng sanh, rèn luyện sức khỏe và đã tiến hóa thật sự. Không còn sống trong cảnh giới của con người nữa. Đó mới gọi là tiên cá đúng không quý vị? Rồi, tâm trương 116, tâm thu 74, nhịp đập của trái tim 54 nhịp trên phút.